Ai ngủ đó? Nghe đi. Nhanh đi chạy, nhanh đi, em có cái này hay lắm. Đây à? Nghe vậy? Cầm máy quay nó, trời ơi, chừng nào mới lên. Anh có cái này hay lắm. Chừng nào mới lên. Cái đó bỏ qua đi. Đi, vô ngồi đi. Cam, cái màn hình. Cái nào là cái cam? Cái màn hình cam ra. Cái này là Sony đó, còn không biết. Ồ. 1, 2, 3 2. Xin chào mọi người, quay trở lại với kênh Tứng. Gì? Tứng mê ông nào? Chào mọi người, kênh Phạm Nhân Official. Chào mọi người, trở lại với kênh Nhã TV nha mọi người. Thì qua Nhã nó đi với là gì mình? Mà là tính miêu nha mọi người. Tính sữa, tính mù, tính mua chuột. Dạ. Còn Sang Dẹo Phúc. Thì hôm qua Nhã nó đi dưới anh dãy nó gì á. Nhậu tới giờ chưa tỉnh nha mọi người, giờ là 10 giờ sáng rồi. Nhậu được tới 2-3 giờ sáng nó mới gì á. Thế nào nhậu cũng vậy, nó mới chữ tôi. Tại cũng vậy, em chung một vụ. Anh là đầu vụ đi nè. Kêu qua đây là phiên cho anh ăn nhậu. Anh là đầu vụ, anh là đầu vụ. Không nhậu cái bì, bỏ qua đi. Bây giờ một cái ý tưởng nè, anh lấy đồ nghề của anh chơi với nó luôn. Ở cái này bữa hôm em có quên nhà anh chơi gặp nè. Kawasaki. Tao hỏi tặng mọi người một bài đi. Nước miếng không? Bây giờ sao lấy cái này hỏi đi, hỏi tặng mọi người. Không có thử. Thử thử bài. Cái thử cái này. Điều ký á. Mua chơi chứ cái thử. Chạy á. Chạy. Thôi từ từ. Dạ, có một ý tưởng mà hôm thấy trên TikTok gì vậy? Lấy cái này nè. Kiếm cái bình như thế buộc tay vô chẳng được, mới gỡ ra được đó. Mà chọc cho nó chửi chơi. Thấy sao? Sao? Chờ anh đi. Sao được cái da được? Dứt. Dứt. Dứt sao được, đừng nó khai. Dứt, dứt, dứt. Ủa, cuộn chân. Bóc chấm cái mặt miệng đi. Chấm lại. Ai chấm được cái sao đi? Ngửi mất từ. À. Để nó cầm cái ghi á. Cái này. Ăn nhậu sợ con ghẻ nó chửi qua phòng mình ngủ mọi người. Anh cũng được lụn nó trả mỏ nó té bét luôn. Nằm như xác chết. Thank you.
Đó gì nó biết. Kệ đi đi trước. Tới phòng bắn này. Ừ, nhanh lại. Giờ đi sẵn đi. Đây 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 đây. Thôi vũ kinh luôn. Vô
vui lắm anh ơi, lòng em rộn ràng như mùa xuân, quê hương tôi vui chạy hồi. Dẻo vậy là dẻo. Thôi, chắc nó tính khỏi cho anh em mình nghe bài nhạc nha. Vô. Vô. Anh đi ba. Chơi cái phê chị bó. Chạy đâu lại tao gì vậy? Đi ra công viên chơi không? Đấy, chơi công viên chơi. Đi ra công viên chơi. Đấy, chơi 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 đến kỹ bay mà ăn bộ gì vậy? Nó buồn hả? Nói gì vậy? Chị kêu đi mua chai dầu ăn lắm nghe. Đang mua đó, đang mua đó. Không biết, tao không biết. Trời ơi. Nói ghê vậy? Kìa, nhanh vậy. Hey!
Thôi cứ dẻo. Ủa sao anh đóng được không? Đóng được chứ có phá được đâu. Nhanh mẹ. Nó đứng ngay đó kìa. Nó đứng rồi. Vô đi. Vô vô quýnh tao hả? Hay hay đi. Có cái gì làm cho anh tức luôn một cái nè. Có cỡ đúng rồi. Gà đi gà, gà con chó. Gà gà nó gà chồng vú đó. Gà đầu vú đó. Mời ơi, gỡ anh mời ơi, hết rỡn rồi. Mời. Để ra mở ra mà tháo cho. Mời. Mời. Má bị giỡn kỳ cục quá mày ơi. Xạo chó, xạo chó. Mở ra tháo cho mời ơi. Chảy máu rồi nè. Không bị giỡn chạy chỉ cố luôn. Mở ra tháo cho. Chị báo hả? Mở. Không chơi nó ra đi. Giỡn hoài. Ủa mình diện lâu lắm vậy đi nhé. Kìa này 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 đó. Cái này đó. Không biết, không biết. Không biết. Không biết. Đứng anh, đứng anh. Tính cầm vũ á. Mày đi vũ khác cái đâu nha. Gặp mấy người quay quay không? Tao bất tử, tao bất tử. Vậy mày đánh nhìn tức đi, đánh mất tiền quá. Tao có vợ mày không mấy tao đứt trò nữa. Biết mày chơi, mày chọc người ta chi mày đã. Không biết đâu. Giận á, giận á. Giận á. Thôi từ từ, từ từ. Tao biết gì đâu, mày chó đi. Thôi từ từ. Để không biết gì đâu. Đi mày. Đi mày. Đi mày đi. Thôi bây giờ tao không biết gì nha. Đứng anh, đứng. Cái bằng cái bằng nó giận à. Cái bằng nó giận. Ủa sao anh tới? Kết thúc đi, kết thúc đi. Kết thúc rồi, biết nhau không biết gì đó. Dạ. Mình chạy tôn tấn rồi hay tao rồi. Thôi kết thúc đi, nó quýnh nó bây giờ. Kết thúc mình cho tao nghe, bằng cho này là cái ý tưởng như thực hiện là tụi nó hết, mình không có liên quan nha mọi người. Ơi ơi chết á. Tôi chết thiệt á. Lỗ đầu luôn. Đứng cái đó, cái đó đi. Giờ tôi cái đó cái vợ đâu mới ghét nè. Chạy lên đứng đi. Chạy lên đứng kìa. Đứng rồi. Thôi, ngồi bye bye thôi. Cái này một lần kia kênh ủng hộ anh em mình nhé. Bye bye mọi người. Bye bye.